sâu sẻ thôi. Anh chạy hai tóc tai nó riêng như cái ổ quà nè, ngồi phim hoài. Các bạn hôm nay sẽ quay anh mình bị một cái cảm giác rất là đẹp. Nó nằm đây, ở đây, ở đây. Còn anh mà đang chơi Free Fire, anh đang chơi Free Fire bắn đùng đùng luôn. Nè, đó, đây dễ thương ta. Xíu anh này đi lắm coi, rồi á phát thuốc coi có bị đau không nha. Mình bị mình cũng khóc thôi bạn. Trước cái này, nhưng mà hôm nay anh mình bị chấn thương rồi nên không có quay clip 5 mùa được cho bạn coi. Anh mình đã đỡ đi rồi, mình sẽ quay clip 5 mùa cho bạn nha. Tắm xong hút thuốc á, coi anh mình có sợ không nha. Nè, máu quá trần luôn bạn, y chang xương cà luôn. Mà anh này ăn không được đâu, không được đâu. Các bạn đã quay lại video của mình à. Bác các bạn coi ăn sức khúc nha. Cố làm bảo đây quay cái giấc thu cho mấy bạn coi. Thu của mình là gì? Đã bị anh bị té đâu? Té ở trên gì? Ở dưới kia. Dưới đâu? Té ngoài đường. Tại là té ngoài đường hả? Té ngoài đường hả? Nhiễu thuốc cho nó hết. Bây giờ anh xuất đi chứ mấy bạn chờ hoài kìa. Xuất đi chứ. Thôi vô hà mặt hoài. Thúi, miệng thúi. Không đi đánh răng mà đi cái hà. Cái miệng nó thúi lắm bạn. Xuất đi hai. Bây giờ mình sẽ sạch nha. Một cái nhẹ đi. Thanh màu xanh ơi. Hai à. Gì vậy hai? Cảm ơn chạy xuống. Hộp. Bóp cho hai. Hai không bóp sao nó nhẹ. Nhẹ thôi, bóp gì nó đen cái chân luôn thằng. Lấy bông gòn, chạy lấy bông gòn. Vô lấy lẹ luôn, nó chân luôn. Bông gòn đâu? Để kêu đợi cho biết bông gòn. Bông gòn, bông gòn. Không thế nào bông gòn. Có cái hột tim mà con bò cái cây giá lũ tài như lấy cây này. Okay.